Để chào mừng ngày mùng 2 tháng 9, ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm quốc kỳ bay trong lòng tổ quốc như thế này nha. Đầu tiên thì mình cần chuẩn bị trước một slide có video lá cờ Việt Nam, cờ nước ta tung bay trong gió thật hào hùng phải không nào? Tiếp đến là chuẩn bị các vật thể bạn muốn cho vào. Ở đây mình sẽ có đất nước Việt Nam và khẩu hiệu nêu cao tinh thần yêu nước, đó là Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Giờ vào thẻ insert, vẽ cho mình một hình chữ nhật bao phủ toàn bộ slide. Kích chuột phải và chọn Send to Back để hình này xuống lớp cuối cùng. Lưu ý đây, ta sẽ chọn hình chữ nhật màu xanh trước rồi chọn các vật thể còn lại sau. Ngay tại Set Format ta tìm đến giữ lại phần không giao nhau. Vì nền hiện tại đang màu trắng lên khi ra kết của các phần tử của mình màu trắng nghĩa là ta đã làm chính xác rồi. Quay lại Slide 1 và copy lá cờ, sang Slide 2 là nhấn Paste. Tiếp tục cho video xuống lớp dưới. Giờ chỉ cần đổi màu cho lớp phủ trên là xong rồi, vì lá lờ là đỏ sao vàng nên ta chọn màu trắng là nổi nhất cho chủ thể. Vậy là chưa đến 3 bước ta đã có ngay slide khẳng định chủ quyền Việt Nam vô cùng đánh thép như này đây, cùng thực hành ngay nhé!